Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh giới thiệu các sản phẩm nhà đất bất động sản chính thức của công ty Bất Động Sản Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người căn nhà liền kề được xây mới tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Nhà có thiết kế là 5 tầng, được xây theo hình thức liền kề và đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết toàn bộ những nội thất cơ bản, tủ bếp, thiết bị vệ sinh, đèn điện. Đây là chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Đó, nhà được thiết kế 5 tầng, có ban công, có hướng chính là hướng Tây Nam và diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được chúng tôi thiết kế rất là hợp lý. Mỗi tầng này sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Nhà nằm ở khu vực đông dân cư, gần Hồ Văn Quán, rất là tiện, rất là gần các trường đại học lớn và các trung tâm thương mại. Ở phía trước của ngôi nhà thì chúng ta có thể thấy là cửa là được sử dụng là cửa thép hộp sơn tĩnh điện ở phía bên ngoài, và phía bên trong đó là cửa nhôm kính, cửa nhôm hệ nhập khẩu. Toàn bộ mặt tiền đã được ốp bằng gạch granite, đảm bảo là cái bề mặt là luôn là sạch, luôn đẹp, chúng ta đỡ phải mất thời gian để vệ sinh. Đấy, và đây là tổng quan toàn bộ 5 tầng của ngôi nhà đây. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng, từng phòng ở trong ngôi nhà để cho mọi người có thể biết được. Thứ nhất là hiện tại là chúng ta đã đứng ở trong tầng 1. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một khu vực bếp. Đây, toàn bộ khu vực bếp sử dụng tủ bếp là tủ bằng gỗ chống nước, chống cong vênh, acrylic. Toàn bộ mặt bếp đã được sử dụng là bằng ốp đá và ốp kính cường lực. Vòi và chậu là sử dụng là vòi bằng inox 304 nhập khẩu Hàn Quốc. Đây là phía phòng khách ở bên ngoài. Toàn bộ hệ thống trần là chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với nệm đèn led, thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng. Gạch ốp nát là sử dụng là gạch granite 60-60 hàng loại 1. Và đây là khu vệ sinh. Khu vệ sinh ở tầng 1 thì là có cửa sử dụng là bằng cửa nhôm hệ, và ở phía bên trong là đã sẽ có đầy đủ là bồn cầu và hệ thống máy bơm để bơm nước lên cho toàn bộ ngôi nhà để sử dụng. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì đây là cầu thang để đi lên. Chúng ta sử dụng hệ thống tay vịn là bằng gỗ lim nam phi, sử dụng là bằng gỗ thịt. Và đây là hệ thống bậc cầu thang, toàn bộ mặt bậc và cổ bậc là đều sử dụng là bằng đá granite. Ở trên tầng 2 của chúng tôi là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là được sử dụng bằng cửa gỗ lim nam phi. Cửa rất là đẹp, rất là chắc chắn. Ở đây là phòng ngủ ở tầng 2. Phòng rất là rộng, có cửa sổ bằng nhôm kính mở ra hướng bên ngoài ban công để lấy ánh sáng và lấy không khí. Chúng tôi đã thiết kế sẵn những cái ống để chúng ta có thể lắp điều hòa hoặc là lắp thêm những cái thiết bị điện nữa. Đấy, mọi người có thể tham quan toàn bộ. Đây là cái không gian của tầng 2, diện tích rất là rộng. Diện tích của phòng ngủ sẽ rơi vào khoảng tầm 20m². Toàn bộ trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Gạch ốp nát là sử dụng là gạch granite loại 1. Và đây, và phía bên ngoài đây là cái khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, chúng tôi là sử dụng là cửa ra vào là sử dụng là cửa nhôm hệ. Toàn bộ ở phía bên trong là thiết bị vệ sinh, sen vòi, bồn cầu, lavabo là đã được hoàn thiện hết. Hệ thống gạch ốp lát là sử dụng là gạch 30-60 hàng cao cấp loại 1. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thì cũng sẽ thiết kế tương tự như tầng 2, là chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế phòng ngủ diện tích rất là rộng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Và đây là ở phía bên phòng vệ sinh của tầng 3. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là tương tự như nhau. Đấy, chúng ta là đều có
Cửa sổ mở hướng ra bên ngoài, sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Cửa thông phòng là cửa gỗ. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đây là ở phía bên trên tầng 5. Thì tầng 5 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm một phòng thờ, một khu vực giặt đồ và một khu vực sân phơi. Đây là toàn bộ khu vực phòng thờ của chúng ta đây. Rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là khu vực giếng trời. Đây là khu vực là chúng tôi thiết kế để cho mọi người là có thể là lắp đặt máy giặt và chúng ta là có thể giặt đồ ở đây. Và ở phía bên ngoài đây là sân phơi. Toàn bộ hệ thống mái che và chuồng cọp đều đã được chúng tôi là thiết kế rất là hợp lý. Toàn bộ ngôi nhà là đã hoàn thiện xong 100%, mọi người có thể chuyển đồ về và ở luôn. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là căn nhà được xây theo hình thức nền kề ở trong khu đô thị Văn Quán Hà Đông, có hướng chính là hướng Tây Nam. Diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được chúng tôi thiết kế là bao gồm 5 tầng. Mỗi tầng sẽ bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đang được bên công ty chúng tôi chào bán với giá là 2.800.000.000. Và đây là căn duy nhất. Còn lại tất cả những cái căn liền kề xung quanh là đều đã có người mua và ở hết rồi. Nhà nằm ở trong khu vực đông dân cư, đầy đủ tất cả các tiện ích, điện, đường, trường trạm. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc xem nhà trực tiếp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403, 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể chia sẻ hoặc giới thiệu cho nhiều người khác cùng biết. Nhớ like và đăng ký kênh để xem được video, nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác mà bên công ty chúng tôi đang là cần bán. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.